Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối và lời của Người không ở trong chúng ta. Của Thánh Gioan, chương 2. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế, nơi Đức Giêsu và nơi anh em. Bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,
và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối, mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em biết, Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong anh em, và anh em đã thắng ác thần. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta, nhưng như thế mới rõ không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em nhận được dầu do tự Đấng Thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật. Ai là kẻ dối trá nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô? Kẻ ấy là tên phản Kitô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con. Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha. Kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha. Phần anh em, ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và đây là điều mà chính Đức Kitô đã hứa ban cho chúng ta, sự sống đời đời. Tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ tìm cách làm cho anh em đi lạc đường. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, nhưng vì dầu của người dạy dỗ anh em mọi sự, mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá, thì theo như dầu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Giờ đây hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong người, để khi người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn chứ không bị xấu hổ vì phải xa cách người trong ngày người quang lâm. Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng công chính, anh em cũng phải biết rằng phàm ai sống công chính thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Thứ nhất của Thánh Gioan chương 3. Anh em
hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là đấng thanh sạch. Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa, vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa. Thế mà anh em biết Đức Giêsu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi và nơi Người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì đã không thấy Người và cũng chẳng biết Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Quả thế, đây là lời loan báo anh em đã nghe từ lúc khởi đầu. Chúng ta hãy yêu thương nhau. Chúng ta đừng bắt chước Ca-in. Nó là người của ác thần nên đã giết em mình. Tại sao nó đã giết em? Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, còn các việc em nó làm thì công chính. Thưa anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của Người, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ thần khí Người đã ban cho chúng ta. Của Thánh Gioan, chương 4. Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không. Vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta, đó là Người đã ban thần khí của Người cho chúng ta. Phần chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong Người ấy, và Người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong Người ấy. Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta, đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này. Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 5. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu? Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn. Vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của Người. Ai tin vào con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của Người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Lý do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, đó là Người nhậm lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những gì chúng ta đã xin Người. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết. Chúng ta biết rằng phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội, nhưng có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy, và ác thần không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, còn tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của ác thần. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần. Đ
đọc Kinh Thánh do các anh chị em thánhlinh.net thực hiện. Thư thứ hai của Thánh Gioan. Tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi thực sự quý mến. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến. Bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian. Họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng. Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy. Quả thật, ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em. Tôi không muốn dùng giấy mực, nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Các con của người chị em bà, người chị em đã được Thiên Chúa tuyển chọn, gửi lời kính chào bà. Đọc Kinh Thánh do các anh chị em thánhlinh.net thực hiện. Thư thứ ba của Thánh Gioan. Tôi là kỳ mục, gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi thực sự quý mến. Anh thân mến, tôi cầu chúc anh được mọi bề thịnh đạt, thể xác mạnh khỏe và tinh thần phấn chấn. Quả thật, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Anh thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả thật, chính vì danh Chúa họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. Vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Tôi viết đôi lời cho hội thánh, nhưng Diotrephes, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em.
và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Anh thân mến, anh đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, và chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Tôi còn có nhiều điều đáng lẽ phải viết cho anh, nhưng tôi không muốn dùng bút mực mà viết cho anh. Tôi hy vọng sắp được gặp anh và chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp. Chúc anh được bình an. Các bạn hữu gửi lời chào anh. Cho tôi gửi lời chào các bạn hữu, đích danh từng người một.